Ây da, Lê Khánh của chúng ta đâu rồi ta? Khánh đây nè, có mặt trên từng cây số. Sao mà nhanh vậy ta? Món do ua mà. Vâng, xin chào chị Thành Mai. Vâng. Mình tên là Nguyễn Thanh Mai, hiện đang làm pha chế. Niềm đam mê của mình là tự sáng chế những thức uống cho những người thân, những người khách quen được thưởng thức. Vâng, thưa chị, bây giờ chị có thể giới thiệu các nguyên liệu để chúng ta chế biến món da ua trái cây được không ạ? Trước tiên là làm da ua thì chúng ta gồm có 300ml sữa tươi và một hộp sữa đặc, một hũ da ua cái. Trái cây tươi là gồm bơ sáp, dâu tươi, nha đam. Bây giờ chúng ta bắt tay vào chế biến được chưa? Dạ, trước tiên là chúng ta lấy sữa đặc đổ vào đây. Đổ hết luôn hả chị? Dạ, đổ hết vào. Dạ. Một hộp sữa đặc. Dạ. Tiếp theo là sữa tươi. Dạ, rồi. Sữa tươi. Đổ hết luôn hả dạ, chị? Dạ, đổ hết vào. Dạ rồi. Và tiếp theo đó là nước sôi. Chúng ta chỉ đổ ít thôi, khoảng chừng 200ml. 200ml. Em để thấp xuống. Rồi. Cứ đổ vô. Dạ rồi. Dạ. Nước đi Khánh. Được chứ chị? Rồi, được rồi. Dạ. Các bạn nên nhớ là khuấy một chiều. Một chiều. Tại sao lại khuấy một chiều? Dạ, không được khuấy nhanh vì nó sẽ nổi bọt lên và làm cho mặt da ua sẽ không được đẹp. Khuấy một chiều và khuấy thật chậm. Dạ. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ khuấy đều da ua cái này. Dạ. Sau đó là trộn đều ở đây đúng không chị? Dạ, đổ vào. Vâng. Như vậy là đã xong. Khi mà nguyên liệu tất cả đã đầy đủ thì chúng ta phải nhanh tay và lấy hũ ra. Đổ vào liền hả chị? Dạ, đổ vào liền. Khánh chỉ việc đổ vào bình thường. Dạ. Và sau đó ủ vào trong nồi nước nóng. Dạ. Em thấy chị đổ nhẹ nhẹ vô là tại sao lại như vậy à? Tại vì cho em thấy da ua không bị lỏng. Không lỏng và nó không có bị nổi bong bóng nữa đúng không rồi. Chị? Đúng rồi. Dạ. Dạ rồi. Chị ơi, thời gian ủ bao nhiêu lâu? Ủ 5 tiếng. 5 tiếng. Và sau đó là sẽ lấy ra và bỏ vào tủ lạnh. Bây giờ chúng ta đem vào ủ phải không ạ? Dạ, được. Các bạn nên nhớ da ua như vậy thì để nước sôi tới đây thôi. Xăm sắp thôi hả chị? Dạ, đủ rồi cưng, dạ. Đủ rồi. Mình có pha thêm với nước lạnh nữa không chị? Không, rồi em từ từ nhẹ để vào. Để như vậy trong thời gian 5 tiếng hả chị? 5 tiếng dạ. Là chúng ta sẽ lấy ra và cất vào tủ lạnh. Dạ. Là chị em chúng ta sẽ có một món da ua ngon. Dạ. Vâng, bây giờ chúng ta tới phần trái cây. Bây giờ em lấy cho chị một hũ da ua. Dạ, hũ da ua. Và cái ly ra đây. Dạ, vâng. Mình bỏ đá vào. Cắt bơ là mình cắt theo vòng tròn đi. Vòng tròn hả chị? Em mua bơ mà bơ loại gọi là bơ sáp. Bơ sáp, dạ. Thì nó sẽ ngon, dạ. Nó không chị. Dạ. Trái bơ sáp nó có khác biệt gì với lại so với bơ bình thường không chị? Nó rất là khác. Tại vì nó vừa dẻo, vừa dạ. Ngon, vừa béo. Dạ. Em sẽ lột vỏ ra. Dạ. Sau đó sắc. Sắc hạt lựu hay sắc miếng chị? Sắc hạt lựu. Sắc hạt lựu. Đấy, vậy được rồi, bỏ vô vào. Wow. Cái lượng lượng trái cây này mình bỏ vô tùy thích, nhiều hay ít là tùy theo mình đúng không chị? Tùy theo mình. Dạ rồi. Xong đó là cho dâu đi. Bỏ vào hết đi. Bỏ cho hết đi hết chị ha. Nhưng mà trước tiên là mình đừng có khuấy như vậy. Khuấy. Dạ, mình cứ để tự nhiên đã. Để nhìn cho nó đẹp. Mình làm dâu các chị em cũng cắt ra bỏ vỏ đó rồi bắt đầu mình cũng sắc hột liệu. Wow. Đó, cũng làm giống vậy. Dạ. Đó. Rồi. Thôi còn nha đam thì sao ta chị? Nha đam thì chị em chúng ta bình thường là nếu mà ra ngoài chợ mà mua đó là kêu người ta bỏ vỏ cho mình. Yeah. Sau đó là mình sẽ lấy về mình ngâm yeah. Vào đây. À. Mình rửa nước muối. Tại sao phải rửa nước muối vậy chị? Để làm cho có độ giòn. Và rồi. Chị em chúng ta cắt bỏ vào. Rồi, dạ bỏ rồi. Vào. Rồi, và bây giờ xin phép chị cho bình minh thưởng thức nha. Dạ. Được chưa ta? Chưa đâu, chờ một chút xíu. Rồi. Rồi sau đó là em sẽ rưới sữa lên. Rưới sữa lên nữa. Rưới sữa một chút xíu lên. Món ăn này rất là bổ dưỡng đây. Đó. Rồi. Xong bây giờ là thưởng thức nha. Rồi bắt đầu. Được chưa? Được rồi. Bây giờ ngoáy đều đã, từ ngoáy đều nha. Mình hay dành ăn với Khánh quá à. Từ 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 đi mà, ngoáy đều lên đã được chưa? Vâng, đây là một món ăn mà giúp cho thanh nhiệt cơ thể này, giàu vitamin nữa này. Đúng không? Đúng rồi. Đẹp da nữa. Đúng rồi. Tốt cho sức khỏe. Đúng rồi. Rất nhiều ưu điểm. Ừ. Vâng, thôi bây giờ mời Lê Khánh thưởng thức. Thôi mình dành ăn thì nhường cho mình thôi. Thôi mà. Thôi mình thử. Thôi quyết định nhận nhận xin phép chị. Dạ. Thưởng thức đi. Ngon lắm. Thiệt mà. Ngon lắm đó.
Mình không ăn một miếng bơ dâu vô. Dạ, em ăn nhường cái Lê Khánh ạ. Ừ. Thấy chưa? Thấy da đẹp hẳn lên chưa? Thế em vừa ăn miếng da ua cái thấy da hồng hào hẳn lên rồi. Bụng nó nặng liền rồi chị. Rồi, một lần nữa cảm ơn chị Thanh Mai rất là nhiều ạ.